Một người đàn ông Hy Lạp không bắt kịp chuyến bay mang số hiệu ET302 khởi hành lúc 8 giờ 35 phút ngày 10 tháng 3 đi Nairobi. May mắn không có mặt trên chiếc Boeing xấu số rơi vài phút sau khi cất cánh. Tôi đã vô cùng bực tức khi không ai giúp tôi đến cổng máy bay kịp giờ. Antonis Maropoulos viết trên Facebook ngày 10 tháng 3 kèm tấm vé lên chuyến bay ET302 đi từ Addis Ababa, Ethiopia đến thủ đô Nairobi của Kenya lúc 8 giờ 35 phút. Maropoulos, chủ tịch tổ chức Hiệp hội Chất thải rắn quốc tế, đáng lẽ đã trở thành hành khách thứ 150 trên chuyến bay định mệnh ngày hôm đó. Ông đến cổng trễ 2 phút và bị từ chối lên máy bay.